Sau cái video trải nghiệm không được sạch sẽ thì có nhiều bạn giới thiệu cho Phúc mấy cái quán bò nướng lá lốp ngon khu vực quận 7 nè. Phúc sẽ đi hết nha. Quán đầu tiên hôm nay đi có bánh hỏi ăn với lại thịt nướng, nem nướng, bò nướng lá lốp và bún thịt nướng. Không có bán bò nướng mỡ chài cho nên các bạn lưu ý nha. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Mấy hôm nay Phúc hay đi quận 7 vì tháng sau tụi mình sẽ dọn về quận 7 ở luôn rồi. Tụi mình bán nhà bên quận 8 để về bên này cho gần mẹ. Chính vì vậy mà các bạn thấy nhiều video ở quận 7 thì các bạn cũng hiểu rồi ha. Sau khi mà xong việc thì tụi mình ghé quán Ánh Tuyết để review cho các bạn nào chưa ăn qua nha. Quán Ánh Tuyết thì bán những cái món mà Phúc kể ở trên, nằm ngay góc giao của ba đường là đường 15, 65 và đường số 2 tại số 132 đường 15 phường Tân Kiện quận 7. Anh chủ quán và nhân viên ở đây thì thân thiện và đầm tính lắm, khách đến mua về cũng nhiều nữa. Tụi mình gọi một phần bò lá lốp là 45.000, ăn với lại bánh hỏi thêm một phần nem nướng hai cây có đầy đủ, thêm một phần rau và bánh hỏi là 60.000. Quán có bảo là nếu mua nem nướng mang về thì một cây là 20.000 nha. Đồ ăn ở đây thì ngon, rau sạch, mắm nem làm ngon, giá cũng ổn, khách mua đông. Cho nên em và bò lụi ăn tới đâu nướng tới đó, nem nướng thì Phúc thấy đúng ngon luôn, còn bò lụi thì thịt nhiều và lá lốp mỏng nên các bạn có thể note lại địa chỉ này nha.